Thưa quý vị, nhiều sinh viên người lao động thu nhập thấp ở thành phố Hà Nội đang phải gồng mình trả tiền nhà trọ. Thậm chí có người buộc phải trả nhà trọ hàng loạt do không cân đối được chi phí, mức giá tăng cao trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu của các đơn vị nghiên cứu thị trường, từ đầu năm đến nay, nhiều chủ nhà tăng giá phòng thuê trọ từ 15-20%, tập trung tại các quận trung tâm như Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân. Phần lớn lý do được họ đưa ra là giá vốn tăng do bất động sản nội đô leo thang. Ghi nhận của phóng viên chương trình. Căn phòng trọ cũ quá nhỏ nhưng giá điện nước lại cao, thậm chí phát sinh những chi phí bất hợp lý. Bạn sinh viên này đành phải chuyển đi nơi khác. Dù đã dành một tháng để chuẩn bị nhưng cũng phải mất khá lâu sinh viên này mới có thể tìm được căn phòng trọ với giá khá cao. Em không nghĩ khó khăn đến thế. Bọn em cũng đi khắp cái quận Thanh Xuân này tìm, cũng hàng ngày cũng đi tìm và gọi điện cho rất nhiều người. Nhưng mà các phòng đấy đều có cũng rất nhiều nhược điểm, rất là đắt. Có một lần mưa bọn em vẫn phải đi tìm phòng vì sợ là bị sẽ bị đuổi ra đường. Thông tin về việc cho thuê phòng có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng hay trên các bức tường, cột điện như thế này. Song để tìm được căn phòng trọ ưng ý, giá hợp lý thì quả thật không dễ. Chưa kể nhiều nơi không như quảng cáo, thậm chí có thể mất tiền oan, khiến nhiều người e ngại. Mặt bằng chung của các phòng trọ hiện nay thì đang có vẻ như là cao hơn so với ngày trước. Với cả theo kinh nghiệm của mình thì mình cũng đang muốn là tìm cho em mình một cái chỗ ở trọ lâu dài để tránh bị mất tiền oan. Khó khăn của những người thu nhập thấp và những người sinh viên ra như là giá tiền thuê phòng quá cao so với cái mức mà thu nhập hay là mức cung cấp của bố mẹ dành cho các con lên để đi học thì nó quá cao, nên các bạn đành phải chọn những cái dãy trọ hoặc là những cái khu nhà mà xuống cấp hay là an ninh hay là về việc trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy không được ổn định và cũng không được đầy đủ, chỉ trên hình tượng chứ không được trang bị thực tế. Xu hướng tăng giá nhà trọ, nhà cho thuê được dự báo sẽ tăng lên trong các tháng 7-8 tới đây khi lượng lớn sinh viên nhập học trở lại. Bên cạnh nhiều ý kiến cho rằng thị trường cũng đang xuất hiện xu hướng các nhóm đầu tư đi thuê, cải tạo rồi cho thuê lại với giá cao. Thực tế là các hộ gia đình sẽ xây lên thành các tòa rồi sẽ cho các cái bạn chủ đầu tư, các bạn ấy sẽ đến và thầu lại. Khi thầu lại thì các bạn ấy sẽ chuẩn bị thêm thiết bị, ví dụ như là tủ lạnh, máy giặt hay là điều hòa và các cái thiết bị thiết yếu ở trong phòng. Thế là các bạn ấy sẽ tăng giá lên. Thì khu vực này thì ví dụ gia đình chủ của hộ ấy, xây lên thì sẽ cho thuê với một mức giá là bình quân tầm khoảng 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi. Nhưng mà đến khi người ta thêm các thiết bị vào ví dụ như thế thì người ta sẽ tăng lên tầm khoảng là 4 triệu cho đến 4 triệu rưỡi và người ta sẽ ăn thêm các cái dịch vụ như là tiền điện, tiền nước và tiền vệ sinh và tiền an ninh. Các chuyên gia cho rằng nhu cầu thuê nhà của người lao động ở đô thị lớn luôn duy trì ở mức cao. Theo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội duy trì vị trí top đầu địa phương người dân muốn di cư đến nhất. 22% trong số này cho biết lý do muốn chuyển đến hai thành phố lớn để có cơ hội việc làm tốt hơn. Bên cạnh đó, sau nhiều sự cố cháy nổ ở khu nhà trọ, chung cư mini gây hậu quả nghiêm trọng, các chủ nhà đầu tư thêm thiết bị phòng cháy chữa cháy, đảm bảo tiêu chuẩn kinh doanh và chi phí này tính vào giá cho thuê để bù đắp. Điều này khiến giá phòng trọ có xu hướng tăng nhanh từ cuối năm ngoái. Thời gian gần đây, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Hiện đã có hơn 1.000 con lợn mắc bệnh, bị chết và tiêu hủy. Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh và xảy ra tại mọi loài lợn, mọi lứa tuổi của lợn với tỷ lệ chết gần như 100% lợn nhiễm bệnh, khiến nhiều hộ chăn nuôi lao đao. Mời quý vị tiếp tục đến với ghi nhận của VTC. Nhìn chuồng lợn trống trơn, khuôn mặt bà Phạm Thị Vu, Quảng Yên, Quảng Ninh nặng trĩu nỗi buồn. Mấy chục năm chăn nuôi, nhưng đây là lần đầu tiên lợn nhà bà Vu nuôi bị ốm, bệnh hàng loạt. Bà cho biết mọi khi rất cẩn thận trong phòng chống dịch, hàng tuần đều sát khuẩn chuồng trại. Không thể nào mà tưởng tượng được mà nói bây giờ là ruột gan như xé. Bây giờ có bao nhiêu công sức là bỏ ra là hết vào đây. Nhưng bây giờ xong trận này thì không biết đến bao giờ chúng tôi mới
hoàn lại được. Cùng chung cảnh ngộ với bà Phạm Thị Vu, gia đình ông Bùi Văn Sĩ bị tiêu hủy mất 13 con lợn thịt, 21 con lợn con, 5 con lợn nái chửa, với tổng thiệt hại gần 300 triệu đồng. Dịch bệnh khiến gia đình ông lao đao bởi đây là nguồn thu nhập chính của gia đình. Mất trắng đàn lợn thì nó cũng là cái nguồn thu nhập chính về kinh tế của gia đình chúng tôi, nên là sau khi mất trắng về đàn lợn thì nó cũng gia đình cũng mất một khoản thu nhập rất là lớn. Vì vậy là xong cái đợt dịch này thì tôi cũng mong nhà nước có cái chính sách hỗ trợ, gọi là giúp đỡ bà con một phần nào đó để một vài tháng nó hết dịch bệnh thì để bà con tái lại đàn. Theo thông tin Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 6 địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh. Tổng số lợn chết và tiêu hủy là 1.132 con, gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng. Khi kiểm tra thực địa thì chúng tôi thấy rằng là bệnh dịch tả lợn châu Phi này xuất hiện ở những cái thường xuất hiện ở những cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà chuồng trại vệ sinh kém và không kiểm soát được các mối nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh. Bước đầu, các sở, ban ngành địa phương, cơ quan đơn vị liên quan và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chăn nuôi lợn phải xác định công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Về chính sách hỗ trợ thì theo căn cứ theo cái nghị định 02 hỗ trợ thiên tai dịch bệnh của chính phủ thì tỉnh Quảng Ninh cũng có cái quyết định 1568 và hướng dẫn cái toàn bộ cái hồ sơ để người dân thực hiện đáp ứng những cái điều kiện để cho về hỗ trợ về đối với dịch bệnh. Và hiện nay thì ở tại Quảng Ninh thì đang hỗ trợ người dân với mức là 38.000 đồng trên 1 kg lợn. Và cái công tác quy trình cũng như công tác xử lý tiêu hủy rồi cái quy trình mà hoàn thiện các hồ sơ thì cũng đã được hướng dẫn rất cụ thể. Hiện nay, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, số lợn mắc bệnh vẫn tăng theo từng ngày. Đây là loại bệnh nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh, khó chữa. Với các hộ có đàn lợn chưa nhiễm bệnh, thời gian này cần thực hiện triệt để khuyến cáo của các ngành chức năng, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để nhanh chóng vượt qua cơn bão dịch. Theo chương trình sửa đổi các luật thuế cho năm 2024, dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 đang diễn ra và thông qua để kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 năm nay. Một nội dung được quan tâm đặc biệt trong dự thảo luật là chuyển mặt hàng phân bón và các loại máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp sang áp dụng 5% thuế giá trị gia tăng thay vì thuộc nhóm đối tượng không chịu thuế như hiện nay. Đề xuất đưa phân bón được đưa vào diện chịu thuế giá trị gia tăng 5% tại dự thảo luật thuế giá trị gia tăng, dự kiến trình Quốc hội xem xét tới đây thay vì không chịu thuế như quy định hiện hành được nhiều chuyên gia ủng hộ. Trên thực tế, với một số ngành sản xuất, việc chịu thuế giá trị gia tăng thấp ở mức độ vừa phải có lợi hơn rất nhiều so với đối tượng không chịu thuế. Nguyên nhân là khi không chịu thuế VAT, doanh nghiệp cũng không được kê khai, khấu trừ các chi phí VAT đã bỏ ra trong quá trình sản xuất, gồm đầu tư mua sắm tài sản cố định. Trong khi đó, các chi phí đầu vào đang chịu thuế VAT 7-8%, nên nếu áp mức VAT đầu ra 5%, doanh nghiệp sản xuất phân bón lại được khấu trừ 7-8%, đầu vào kia sẽ được lợi hơn. Việc có khoản chênh lệch giảm trừ ở VAT đầu vào ở mức 7%-8% và đầu ra giúp các chi phí sản xuất phân bón sẽ giảm từ 2-3%, từ đó có cơ sở giá bán thấp hơn, tăng sức cạnh tranh với doanh nghiệp ngoại. Một chút thông tin về vấn đề này.
Theo các chuyên gia tại tọa đàm, sửa thuế để thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp, việc áp thuế VAT 5% đối với mặt hàng phân bón kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho việc điều chỉnh giá bán phân bón sản xuất trong nước, giúp tăng thêm tính cạnh tranh với mặt hàng phân bón nhập khẩu.